Kính thưa các anh chị, các cô chú nghệ sĩ, hôm nay là một cái ngày dỗ tổ sân khấu do Hội Nghệ sĩ Tâm Linh tổ chức ở tại Aikido của chị Gigi Phương Trinh. Thì mỗi năm chúng ta có một ngày hướng về tổ nghiệp sân khấu, là ngày dỗ tổ tất cả các anh chị em nghệ sĩ, tất cả các lĩnh vực về bộ môn nghệ thuật đều về đây để mà thắp một nén hương và nhớ đến tổ nghiệp. Và hôm nay thì Thúy Nga và chị Gigi Phương Trinh và Nguyễn Hồng Dung xin mời tất cả các anh chị cô chú đứng lên cùng hướng lên bàn thờ tổ và khấn nguyện một lời đến với tổ nghiệp sân khấu. Và xin tất cả các chú, anh chị em, chúng ta cùng an toàn.
vì đây trực quan. Cảm ơn Khánh Hòa, cảm ơn Chi Di. Là hôm nay nhìn lại được những khuôn mặt của những bạn bè một thời thích quá. Rất vui và hãnh diện được có mặt trong bữa dạo tiệc dỗ tổ. Đối với điện ảnh chúng tôi thì khi nhớ đến tổ nghiệp thì mỗi lần đoàn phim sắp sửa bấm máy quay phim thì cũng có một bữa dỗ tổ. Nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi chung vui cùng với tất cả các chị em nghệ sĩ trong nhiều ngành nghề khác để thấy rằng trong tâm hồn của một người nghệ sĩ đều lúc nào cũng canh cánh có tổ nghiệp, có mình để mình có thể phục vụ được cho khán giả, để mình mang kinh nghiệm của mình do tổ cho mình, cái tài năng đó, cái nghệ thuật đó, cái tinh hoa để mà mình có thể trải lòng của mình qua tài năng của mình đến khán giả. Mình là của nghệ sĩ Thanh Nga. Chúng tôi một lần nữa xin mời lên sân khấu nghệ sĩ Bảo Quốc. Vào bộ môn nghệ thuật tiếp theo cũng rất phổ biến trong nghệ thuật Việt Nam, đó là bộ môn nghệ thuật âm nhạc. Nhắc đến người nghệ sĩ này thì chắc chắn khó có người nghệ sĩ nào có thể sánh kịp với kỳ tích của cô khi cô đã lần đầu tiên bước lên sân khấu, bước vào nghề khi chỉ mới 5 tuổi. Và trong hơn 60 năm kiếp tầm nhà tơ, cô đã thâu băng hơn mấy ngàn bài hát. Cô đã quay hình cho rất nhiều những trung tâm ở tại hải ngoại này, và đặc biệt ở những nơi nào có người Việt cư ngụ, cô đã từng một lần ghé qua và hát cho đồng bào Việt Nam chúng ta nghe. Mời quý vị cùng chào đón danh ca Hương Lan. Chú Bảo Quốc. Dạ, Bảo Quốc xin trân trọng kính chào các anh chị, các bạn và các em anh em thân mến. Trong một năm là anh em ca nghệ sĩ của chúng tôi đều trông đợi cái ngày này. Cái ngày này là cái ngày mà để cho chúng tôi được tri ân tổ nghiệp đã cho chúng tôi cái nghệ. Và cái ngày này là cái ngày mà để cho các anh em nghệ sĩ, ca nghệ sĩ của chúng tôi gặp nhau, hàn huyên tâm sự, trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm, những cái vui buồn, những cái thành công, những cái thất bại của năm vừa rồi, để chúng tôi hoàn thiện hơn, để không phụ lòng tổ nghiệp. Và chính cái ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau thắp lên một nén hương để cảm ơn tổ nghiệp đã cho chúng tôi trong năm vừa rồi đã thành công trong các show diễn của mình. Chúng tôi xin cảm ơn tổ nghiệp đã giúp cho chúng tôi thành công và cầu xin cho tổ nghiệp cho chúng tôi năm tới cũng sẽ thành công nhiều hơn nữa. Sự thành công của anh em nghệ sĩ chúng tôi không phải là một cá nhân, không phải là một tài năng riêng biệt, nhưng đó là một cái sự thành công của một buổi diễn, của một show diễn. Bởi vì một cái show diễn, một cái buổi biểu diễn thành công là làm vui lòng khán giả, mà mục đích của chúng tôi là chỉ muốn làm vui lòng khán giả thôi, bởi vì đó là những người ơn, những ân nhân
đã nuôi cái nghề của chúng tôi và nuôi sống cái cuộc sống của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng tri ân khán giả của mình. Và hôm nay xin cảm ơn Chư Duy Phương Trinh, Hội Tâm Linh đã tổ chức chương trình về lễ dỗ tổ để cho các anh em, các nghệ sĩ của chúng tôi tề tụ hợp mặt để nói lên cái lời cảm ơn tổ nghiệp của mình, nói lên cái lời cảm ơn với khán giả của mình và cùng nhau hàn huyên tâm sự cho vui vẻ. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chúc sức khỏe tất cả các anh chị, các bạn, xin chúc sức khỏe khán giả và xin khán giả lúc nào cũng yêu thương chúng tôi và đặc biệt xin tổ nghiệp lúc nào cũng yêu thương chúng con. Xin cảm ơn. Trước hết thì khi có mặt ở buổi dỗ tổ này, Hương Lan xin cảm ơn em TG Phương Trinh và Hội Tâm Linh đã cho chúng tôi có một cái cơ hội, có một cái nơi để cảm ơn tổ nghiệp, để gặp nhau và để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rằng ngày này là một cái ngày chúng tôi tề tụ đây để cảm ơn tổ nghiệp và xin tổ nghiệp làm sao cho chúng con có một cái lời cầu nguyện cho những người đã đi qua. Trong những năm vừa qua thì trong nghệ sĩ đã có một cái sự mất mát rất là lớn và đó là một cái nỗi buồn to lớn với chúng con. Và mong rằng cầu xin tổ nghiệp thương chúng con qua những lời nói của anh Bảo Quốc đã nói thì rất là đầy đủ. Nhưng riêng cá nhân con cũng xin thêm vào là con xin tổ nghiệp thương chúng con, cho chúng con được đứng tiếp tục trên sân khấu để phục vụ và làm sao để đem tiếng hát mình và tài nghệ của mình đến cho khán giả yêu mến nền sân khấu. Và để mong rằng tổ nghiệp phù hộ cho chúng con để chúng con làm sao giữ được cái tình như anh Trần Quang đã nói. Nhưng anh nói còn thiếu, em xin bổ túc thêm là làm sao để cho chúng tôi được có một cái tình nghệ sĩ. Tất cả ai cũng nói người nghệ sĩ rất nhiều tình cảm, nhưng thật sự Hương Lan nhìn thấy cái tình nghệ sĩ nó vẫn chưa đậm ẩm lắm. Mong tổ nghiệp thương và phù hộ cho chúng con, làm sao cho mỗi người chúng con có được một cái tâm thật sự để chúng con cư xử với nhau, chúng con thương mến nhau, để gọi cho xứng đáng là cái tình nghệ sĩ, những cái gì mà tổ nghiệp đã cho chúng con. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý anh chị, các em và các cháu đã đến để tụ đông đủ trong cái ngày dỗ tổ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả gần xa trên toàn thế giới đã thương mến nghệ sĩ và riêng về phần Hương Lan. Xin cảm ơn những tràng pháo tay mà quý vị đã dành cho Hương Lan trong những năm vừa qua, mà phải nói là không phải là những năm mà quý vị đã cho Hương Lan những tràng pháo tay. Quý vị đã thương mến và đã lo cho Hương Lan từng cái lời hỏi thăm. Cái tiếng vỗ tay không phải là chỉ có mới đây mà quý vị đã vỗ tay cho Hương Lan, đã ôm đúc cái tinh thần của Hương Lan để bé Hương Lan giờ này còn được đứng trên sân khấu là đã được 63 năm trên sân khấu. Và với sự học hỏi và cái kinh nghiệm sân khấu cũng như học hỏi quý anh, quý cô chú, quý anh chị đi trước, thì Hương Lan cũng mong rằng trong thời gian vừa qua con người ai cũng có những cái sơ sót, không có ai mà toàn vẹn cả. Nhưng nếu nghĩ tới tình nghệ sĩ thì Hương Lan mong rằng cá nhân Hương Lan, nếu có điều gì mà anh chị em cô chú không có vừa lòng nhau, hãy bỏ qua hết, hãy thương nhau và hãy cầu nguyện tổ nghiệp, cảm ơn tổ nghiệp, để mong rằng tổ nghiệp phải phù hộ cho chúng ta để tinh thần chúng ta phấn chấn thêm và làm sao để chúng ta giữ được cái tình nghệ sĩ
Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, và lời cuối cùng thì Khánh Hòa sẽ được mời một người đã dìu dắt và hướng dẫn Khánh Hòa từ khi Khánh Hòa mới bước vào nghề. Producer cũ của Khánh Hòa đó là Danh Hải Vương Sơn, mời anh. Tôi lên trưởng lão nào tôi cũng biết rồi. Xin kính chào tất cả các anh chị, cô chú, nghệ sĩ. Nghiêm trọng quá hả? Đổi style đi nha. Đổi style trong thịt kỳ đi nha. Các anh chị sĩ khỏe không? Yeah. Vui không? Vui. Đồng bọn mình vui không? Vui. Quá vui phải không? Hôm nay tất cả các bạn rất là vui đúng không? Rừng Vân Sơn cũng vui mà vui buồn lẫn lộn. Tại sao vui? Là tại gì? Vân Sơn hôm nay được dự cái lễ giỗ tổ rất là hoành tráng, rất là trên dưới đàng hoàng, tất cả mọi thứ là ngon lành hết, tất cả mọi thứ tổ chức, kể cả có bốn trưởng lão đến đây luôn ha. Thứ hai là Vân Sơn gặp được tất cả những người anh em ở đây. Những người anh em ở đây là ai? Là những người đã mang lời ca, tiếng hát, đã mang âm nhạc, đã mang nụ cười, mang niềm vui đến cho thế gian này. Các anh em ở đây là những người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nếu mà chúng ta không có nghệ sĩ thì chúng ta không có được lời ca tiếng hát, không có được tất cả những vui buồn lẫn lộn, không có được những cái giây phút thăng hoa trong cuộc sống, đúng không? Một tràng pháo tay chúng ta có gì? Em nói gì đúng không anh? Không. Xin giới thiệu các bạn, đây người đứng kế Vân Sơn thực sự là một tiền bối của Vân Sơn. Khi Vân Sơn còn là một diễn viên múa đứng cánh gà, là xem anh Bảo Quốc đứng ngoài sân khấu diễn mà học hỏi. Anh Bảo Quốc là một người đi trước Vân Sơn, là một người tuy là không dạy Vân Sơn ngày nào, nhưng Vân Sơn vẫn xem anh Bảo Quốc như là người thầy của Vân Sơn này. Các bạn có biết là hiện nay có bao nhiêu người mang dòng họ Bảo không? Ví dụ như Bảo Trung nè, Bảo Liên nè, Bảo Tuấn nè, Tiểu Bảo Quốc nè, và bao nhiêu Bảo nữa? Bảo Gia Huy nữa. Cái Bảo đó là dữ nhất đó. Thực sự tất cả những anh em mang dòng họ Bảo đó là đều lấy cảm hứng của tên của Danh Hài, Bảo Quốc. Không, Bảo, ông Bảo Đại là vua lần em. Thành ra Vân Sơn tuy không mang dòng họ Bảo, nhưng Vân Sơn xem anh Bảo Quốc như là một người thầy của Vân Sơn. Không phải chỉ cho sân khấu không, mà còn kể cả ngoài đời nữa. Anh Bảo Quốc với lại chị Thủy năm nay đã là 60 năm chưa anh? Năm 6. Mới có năm 6 rồi hả? Từ từ mới tới 65. Sao mới năm 6 mà mặt anh buồn quá vậy? Buồn là thấy tôi muốn tới 65. Hồi xưa đó Vân Sơn lỡ hứa với lại lòng Vân Sơn là Vân Sơn sẽ theo Bảo Quốc, anh Bảo Quốc sống với lại bà xã bao nhiêu năm, Vân Sơn sẽ sống tới bao nhiêu năm, bị cái lời hứa đó đó. Và Vân Sơn với bà xã Vân Sơn tính tới giờ cũng được 35 năm. Chị không chị đâu, mời chị đứng lên. Hai vợ chồng nó là con dê đó. Em theo anh thôi. Không phải là chỉ sinh thấu không có gì nha, kể cả cái tánh sợ vợ cũng giống Bất luôn. Giống như dù nó giấu à. Thế giới biết hết rồi anh ơi. Thành ra hôm nay Vân Sơn cùng với lại tất cả Vân Sơn chưa có nói nhưng cái điều mà Vân Sơn buồn là sao? Là hôm nay bị làm trưởng bối. Bị làm trưởng bối thành ra Vân Sơn nhớ ngày nào Vân Sơn mới qua Mỹ đó, năm 1990, thì lúc đó Vân Sơn chỉ là một chàng trai khoảng chừng 28-29 tuổi thôi, tung tăng gặp nhóm ma nữ Latin. Ví dụ tất cả ma nữ Latin đây nè, Chu Di Phương Trinh nè, bên kia là Thúy Vi nè, và thời đó là ai nữa? Sa Sa Minh Thảo nè, Ngọc Anh nè, Giáng Ngọc nè, còn ai nữa? Hương Thơ nè, đúng không? Trời ơi các bạn ơi, nhóm ma nữ là tình thời gian đó hả? Tôi nói bây giờ nè, Chu Di đứng dậy coi. Các bạn nhìn đi, tưởng tượng đi, 35 năm trước, năm 1990, thì Chu Di bây giờ như vậy nè, 35 năm trước còn cỡ nào nữa? Đúng không? Anh 35. Tôi Vân Sơn năm nay 35. Và mình mãi mãi. Các bạn biết không, năm 1990 đó, thì khi Vân Sơn gặp cái nhóm ma nữ đa tình đó, trời đất ơi, tôi nói
nhìn sao xuyến chảy nước miếng. Còn bây giờ nhìn cái nhan sắc bây giờ đó thì nhìn chảy nước mắt. Nhưng mà nó cũng có cái hay của nó anh. Mỗi lần em tới ai tango em nhậu nè, mà em nhìn thấy Truy Xuân Trinh mà đẹp đó là em đi về, là lúc đó em xỉn rồi đó. Xỉn thôi nhìn thấy nó đẹp. Chắc là ở đây không lâu quá. Thành ra hôm nay Vân Sơn rất là vinh hạnh được có mặt ở đây với lại anh Bảo Quốc, chị Hương Lan, anh Trần Quang và tất cả những nghệ sĩ ở đây cùng nhau chúng ta nhìn nén hương lên cùng tu nghiệp. Anh em nghệ sĩ thì mỗi một năm dành một ngày để chúng ta cùng nhau hướng về tu nghiệp, coi như đó là một tính rất là tốt của người Việt Nam chúng ta nói chung và anh em nghệ sĩ nói riêng, là đức tính nhớ về cội về nguồn, nhớ về ăn trái, nhớ cây trồng cây. Anh em chúng tôi ngồi đây nhớ lại những người tiền nhân đã mở ra ngành sân khấu này để cùng với nhau chúng ta ngày hôm nay có được một cái sân khấu Việt Nam, có được một cái ngành sân khấu rất là vinh quang, rất là được khán giả yêu thương. Thật ra ngày hôm nay anh em chúng tôi cùng với tất cả quý vị